Chào cả lớp, thì đây sẽ là phần thực hành của bài 11. Tay phải cả lớp mình sẽ đặt lên đầu ngôi nhà nhỏ số 4. Tay trái mình sẽ đặt lên đầu ngôi nhà nhỏ số 3. Mình sẽ để các ngón tay như này. Đây là ngón 1, 2, 3, 4, 5. Bên này là 5, 4, 3, 2, 1. Khi mà chơi riêng từng tay phải, tay trái rồi, tốt rồi mọi người sẽ vào ghép ha. 2, 3. Mi, re.